Không biết âm nhạc có làm tăng sự thèm ăn không nhỉ? Vì tự nhiên mình thèm hot dog quá trời ấy. Thịt tươi ngon tới đây. Tất nhiên là chỉ một tẹo tương cà thôi. Và mù tạc nữa chứ. Y như đi nhà hàng luôn ý. Yum. Suýt quên. Nhìn hot dog ngon chưa kìa. Tự nhiên được ăn chùa. Hay là thôi nhỉ. Đùa đấy. Hả? Thomas, quay lại đây nhanh lên. Đúng là con quái vật tham ăn. Cậu ấy thích hot dog đến vậy sao? Thế thì để tớ cho cậu tọa nguyện. Nhưng trước tiên, mình cần mấy cái que xiên. Giờ chỉ cần nửa cái hot dog thôi. Hoàn hảo. Giờ xiên que qua phần đầu. Rồi xiên một que nữa qua đáy. Kẹp que lại và phun đầy tương cà lên. Phải đổ thật nhiều lên nhá. Nhìn như thể mình bị mất một ngón tay ấy nhỉ. Thomas sẽ nghĩ thế cho mà xem. Đúng ý mình. Thomas, cứu tớ. Ngón tay tớ. À! Máu phun ra khắp nơi rồi. Hả? Cười cái gì vậy má? À! Thôi đi. Nhìn nè Thomas, tớ có sao đâu. Chỉ là hot dog thôi. Thông minh dễ sợ ha. Lên đầu để đi chơi tôi cũng khá căng thẳng đấy. Mình mệt quá đi mất. Mấy giờ rồi nhỉ? Này, không phải bạn đang nghĩ tới việc vào phòng tắm chứ? Thưa quý vị và các bạn, hãy chuẩn bị đi nào. Mình sẽ thắng trận này cho xem. Vậy sao? Đừng hỏng nhé bạn ơi. Kệ cậu chứ. Sẵn sàng, chạy. Bella vào trước. Bella, không. Ui, chẳng công bằng chút nào cả. Cô ấy làm mình bực mình lắm rồi đấy. Chắc mình phải chuẩn bị một trò đùa cho nàng ta thôi. Nhưng phải làm gì đây ta? Cô ấy sẽ cần chìa khóa nhỉ. Nhưng sẽ khó lấy tụi chìa khóa lắm nếu chúng ở dưới nước. Đổ đầy nước vào này. Và để mọi chuyện thú vị hơn thì hãy lật ngược ly lại nhé. Rồi kéo nó vào bàn. Trời, mình giỏi dễ sợ. Mình phải nhanh lên thôi. Xem có đủ mọi thứ chưa nào. Cơ, đó là chìa khóa của mình sao? Sao lại thành ra như vậy chứ? Thôi nào. Không. Chắc mình phải hành động nhanh hơn một chút. Sẵn sàng, lật. Đầm của mình, tóc của mình và tất cả mọi thứ khác. Chắc mình không ra ngoài sớm được rồi. Mình sẽ giết Steven. Nhưng mà phải lau khô người đã. Cuối cùng thì mình đã có thời gian rảnh rồi. Nhìn gương mặt nhóm bé này đi nè. Nào bắt tay vào việc thôi. Ghép hình thôi. Mới đầu vào là khó nhất đó. Phải nạp thêm chút đường mới được. Mình phải làm gì để có thể tập trung đây ta? Cái miếng này nằm chỗ nào nhỉ? Những người thích ghép hình sẽ cực kỳ kiên nhẫn đó. Và mọi công sức sẽ được đền đáp khi bạn hoàn thành. Giờ chúng ta phải làm gì đây nhỉ? Ngon, tìm thấy rồi. Kevin sẽ không ngừng chơi đâu. Còn một ô nữa thôi nè. Phải đâu đây thôi nhỉ? À, trời ạ. Cơ hội của mình đây rồi.
Ừ, tưởng mất rồi chứ. Xong rồi nha. Hả? Sao lại vậy được? Mình vừa ghép miếng đó vào mà. Cậu ấy bị lừa rồi. Mình sẽ lấy miếng khác. Trời ạ. Mình bị điên rồi hả? Nãy vừa ghép miếng đó vào xong mà. Kỳ vậy ta. Ui dễ sợ. Cậu ấy hoang mang chứ kìa. Ai đó đang cười hay sao vậy? Chứ gì nữa là Sophia đó. Tưởng vui lắm hay gì hả Sophia? Tớ tìm lấy miếng ghép hình của cậu nè. Thôi tớ đi nhá. Nhẹ cả người. Bữa trưa có món gì thế? Tớ đói quá. Ăn không? Không, tớ đang cố ăn uống lành mạnh một tí. Uống của tớ không? Cảm ơn nhé. Eo, mùi như cỏ thế. Đưa cái thứ đó tránh xa tớ ra đi. Làm gì mà ghê thế chứ? Đúng là dở thật. Sô-cô-la của Steven kìa. Mình biết Steven sẽ chọn gì. Đến lúc đùa chút rồi. Món bắp cải bì này sẽ ngọt hơn rất nhiều đấy. Ghim một miếng vào cái que dài thế này, rồi nhúng vào sô-cô-la nóng chảy. Xong rồi. Đừng quên rắc chút topping nhiều màu lên nhé. Càng nhiều càng vui. Ai muốn ăn ít bánh kẹo mút không? Trời, món khoai tây này ngon thiệt. Nè, Steven ơi, còn bụng ăn tráng miệng không bạn ơi? Cậu cho tớ thật á? Bella, cậu là số 1 đó. Bên trong có vani không? Ôi, cái món này cứ như là đồ thiêu bọc sô-cô-la vậy. Đúng là thế đó. Tớ thấy hơi kỳ kỳ. Oh yeah. Gì vậy? Có ai có vé xem đấu súng không? Hình như cậu có ghế ở hàng đầu đấy. Trời ơi, giờ mới tới lúc ăn chưa đó. Này Sophia, làm cho gì cái cục vậy? Ủa vui mà. Mình biết rồi, mình sẽ giật túm tóc này thử xem. Đủ rồi đấy nha. Ấy, tớ xin lỗi mà, đôi khi tớ cũng bó tay vào chuyện mình luôn. Thực ra mình vẫn còn một trò nữa đấy. Xé túi xốp ra, rồi đổ vào miệng. Ồ, sao mà cậu dễ thương thế nhỉ? Được rồi, là cậu muốn đấy nhé. Ôi trời ơi, máu hả? Tớ đánh nhẹ mà. Kevin, cậu có sao không? Thường chết mà. Lo cái gì cơ chứ, nước sốt thì giết ai được hả má? Thôi nào vui mà. Có mấy người chẳng biết đùa gì cả. Chào Kevin, tớ ngồi đây được không nè? Được chứ. Nếu cậu khoái trò đùa nhỏ nhỏ này. Gì thích bằng đem máy tính mới toanh về nhà. Hợp với cái bàn của mình dễ sợ luôn. Ôi, thật là sang bóng mà. Rồi sẽ cực vui cho mà xem. Đúng là một ngày mệt mỏi. Để tao lau cho mày nha. Sáng bóng như mọi khi luôn. Này máy tính, hôm nay mày bụi bặm quá. Tao mua cho mày cái này hay lắm nè. Hay mày thích cái này? Dán chỗ này đẹp nhất đó. Này, cho tớ mượn máy học xíu nha. Không, tớ đang rất bận. Tớ không dùng lâu đâu. Bella, không là không. Ra khỏi chỗ này đi má. Đó, quá là hoàn hảo. Không ai được đụng vào chiếc máy tính quý giá của cậu ư? Để xem. Cái màn hình giả này sẽ khiến cậu ấy hoảng lắm cho coi. Dễ ẹt. Thật buồn vì mình không có bắp rang. Và bước cuối cùng. Steven!
Bella, tớ đến ngay. Sao thế? Tớ lỡ tay. Gì cơ? Không. Tại sao chứ? Trời ơi, máy tính của tớ. Giờ mà cậu còn cười được à? Khóc lóc gì bạn ơi, đó chỉ là màn hình chờ thôi. Mình chưa bao giờ thấy vui như vậy luôn đó. Giờ tớ làm bài tập được chưa? Nhưng nếu cậu làm chầy, tớ thề tớ sẽ... Đúng là một sai lầm khủng khiếp. Ôi, giờ thì dán hồ nào. Tuyệt. Chiếc xe mơ ước của tôi đây, thưa quý vị. Còn Bella thì chẳng bao giờ quan tâm ba cái xe cộ cả. Sao da mình dạo này khô thế nhở? Thêm một chiếc nữa là xong. Hồ dán bẩn với dính quá đi mất. Làm sao để lau sạch đây ha? Nhìn cứ như da mình đang bong hết cả da ấy. Gì? À, đây. Cảm ơn nhá. Mình đang cần dưỡng ẩm đôi bàn tay thô ráp này. Nhớt thế. Cái chai này tuyệt thật. Oh. Cậu ta dùng hơi nhiều rồi đấy nhỉ. Ai lại lấy cả đống như thế cơ chứ? Thomas. Mình phải giết cậu ta mới được. Nhìn đồng hồ dán kia kìa. Mình biết cách trả thù cậu ta rồi. Mượn cái này một tí nhá. Được rồi. Phải nhanh lên mới được. Bạn chỉ cần một cái chai rỗng và thật nhiều hồ mà thôi. Đây rồi nè. Trò này sẽ đỉnh lắm đây. Nhưng cậu ấy phải cắn cầu kìa đã. Được rồi này. Diễn nào Bella. Tay tớ lại bị dính rồi. Tớ cứ tưởng cậu sẽ không xin nữa. May mà Bella còn nhiều gel dưỡng. Tay mình sẽ mềm lại ngay ấy mà. Nó không thấm vào da tí nào cả. Dính rồi. Hả? Da mình bị làm sao thế này? Lột da như rắn ấy. Bị nguyên cả tay luôn nè. Trời ơi, da tôi. Hả? Thomas, tỉnh dậy đi, không sao đâu. Tỉnh dậy, đồ ngốc, hồ thôi mà. Tớ trêu cậu tí thôi, cậu có bị chóc da đâu. Lại xem Instagram của Crush at Sophia. Nhìn cậu ấy dễ thương chưa nè. Không biết cậu ấy có nghĩ tới mình không nhỉ? Hả? Sao cậu ấy lại ngồi với Lana thế? Kevin có đăng tấm hình nào có Lana đâu. Đừng hoảng nào, có thể họ chỉ là bạn thôi. Các bạn muốn gọi món trà? Hai trà nóng nhé. Được đó. Ok, mình sẽ quay lại liền. Họ nghĩ họ dễ thương lắm hay sao? Để tớ chống mắt lên xem sao. Buổi hẹn hò này trông có vẻ ổn đấy. Nhưng mình sẽ làm mọi chuyện thú vị hơn. Mà không cần tốn sức gì đâu. Đến lúc rồi. Cẩn thận ạ, nóng lắm đấy cả nhà. Ôi trời. Chà quá nóng ạ. Làm gì có chuyện đó hả gái ơi. Căng thẳng quá nhỉ. Úp. Hẹn gặp lại nha. Không thể tin nổi cái con nhỏ đó. Cô ấy bị sao thế nhỉ?
Rõ ràng là buồn cười nhở. Sao cô ấy ngồi vừa vào đó chứ? Các trò tưởng mình danh ma lắm sao? Cấm dùng điện thoại trong giờ của tôi. Thầy làm mất cả hứng. Rồi sau này tụi nhỏ sẽ biết ơn mình. Cứ đợi đấy. Khó nhằn luôn. Kevin, thầy còn chán hơn tụi mình nữa kìa. Quẩy lên. Oh yeah. Son đâu? Ra tay. Hay lắm. Lên đi. Tụi mình phải thật kẽ khàng. Thầy ngủ say rồi à? Ôi không. Cậu đỡ bên đó đi. Cẩn thận. Chỉ vài đường cờ bạc. Cá là nhột lắm. Được rồi. Đặt đầu thầy trở lại đi. Chuẩn, không cần chỉ. Tuyệt. Hay lắm, đi thôi. Tụi mình quá cừ. Trật tự ngay cho thầy. Hai em nhìn cái gì thế hả? Các em phải chuẩn bị kỹ câu hỏi cho bài kiểm tra. Đừng cười, ngầu đi. Chắc tụi mình ăn hết cả 50 miếng gà rồi ấy. Bụng tớ hơi nôn nao rồi á. Cậu có nghe thấy gì không? Ha ha. Bụng tớ cũng trộn rộn hết cả lên rồi. Tụi mình chỉ có một phòng vệ sinh thôi. Và nó là của tớ. Vậy á hả? Đùa. Cái bọn chuối đó đâu ra vậy? Quay lại đây. Quá chậm rồi, đồ cùi bắp. Ha. Không. Tớ cần toilet ngay lập tức, Bella ơi. Tớ cũng muốn dùng toilet nữa. Chỉ một lúc thôi à? Tớ không chịu được lâu nữa đâu. Gặp Tào Tháo đúng là khổ thật đấy. Thôi, chẳng ăn tráng miệng nữa. Hay là ăn luôn nhỉ? Mứt sô-cô-la nè. Bà con biết món này trông cực giống cái gì không? Chuẩn rồi đó. Đây là nguyên liệu chính của chơi khăm này. Chắc chắn Bella sẽ tức điên lên cho xem. Đúng rồi đó. Đúng bẩn hoàn hảo. Xin lỗi cả nhà. Chỗ này thì phải vậy thôi. Giấu chứng cứ đi nào. Cái bụng tôi. Giải quyết xong. Đã thật sự. Giờ của cậu tất đây. Cậu ổn chứ Thomas? Ôi trời. Ew. Cậu bịnh ra quần rồi kìa Thomas. Đừng có sờ nữa đi. Tùm lùm ra người rồi kìa. Tưởng quá trời đất đôi. Cậu thấy vậy à? Tớ muốn ói quá. Trời ơi. Trò này còn hay hơn mình tưởng đấy. Thật nhở. Bát đĩa chất đống rồi kìa. Của cậu nhiều lắm đấy nhá. Nhưng hôm qua tớ rửa rồi mà. Gì, đến lượt cậu đấy. Xem ai thắng nhé. Ha, kéo cắt giấy. Quá bất công. Mình không muốn rửa hết đống này đâu. Còn Bella được tung tăng đi chơi. Không có đâu nhé. Chơi khăm nào. Sẵn sàng chưa? Bella, tay tớ bị kẹt rồi. Kéo ra hộ tớ với. Không nhúc nhích gì luôn. Đau lắm mà ơi. Dầu ăn kìa. Ý hay đấy. Cứ đổ vào đi. Thế này thôi hả? Cậu mới nhấc tay ra đấy à? Làm như tớ tin ấy. Con chào bà. Bà khỏe không ạ? Mặt con bị dính gì kia? Con trang điểm mà bà. Quần jean sao rách thế này? Để bà khâu lại cho. Cứ ngồi im đấy. Thôi ạ. Mốt của mấy đứa bà không hiểu luôn.
Con biết mà. Chà, có cách khiến bà hết hồn con trồn rồi này. Dùng bột Mastic để tạo viền quanh vòng. Rồi dùng keo trắng để tán đều. Sau khi đã tô thật đều, để khô cho đến khi nó giống thế này. Sẵn sàng chưa? Sophia, con làm gì với tai con thế? Con nong tai ạ. Trò này đang mốt mà bà. Thôi thôi thôi, con đùa đây ạ. Nhẹ cả người bà nhỉ. Trò này hợp với bà nè. Đây ạ. Ê, mọt sách. Phương trình của tớ. Thì sao? Có cái gì mà căng? Mượn. Cảm ơn. Khỏi, chả dám. Đủ thô lỗ. Hóa ra là con dán đồ chơi. Bạn tốt là phải chia sẻ đồ chứ nhỉ. Cậu ấy sẽ quẩn quại cho mà xem. Chơi thôi nào. Cưa, gì vậy trời? Cậu cứ dãy nảy lên thế. Nó đang bò ra kìa. Ôi mẹ ơi, sao to thế kia? Xin cậu đừng thả nó ra. Nó sẽ ăn tươi nuốt sống tớ mất. Chết đi, dán, chết đi. Tớ phải thoát ra khỏi đây. Cứu tớ với anh bạn ơi. Được rồi, có ai muốn lên bảng thử làm bài không? Yes, đừng nhìn tụi em. Không, đừng mà. Mình không thể chịu nổi áp lực này. Không thể. Jared. Em á. Cố lên bro. Của em đây. À ha. Để em thử ạ. Cô ơi, bút hết mực hay sao ấy ạ? Ừ, thế thử đồng bút này đi. Ôi, thế thì tiện quá. Chắc em sẽ thử lại xem sao. Kevin, dê, cứu, tớ chết toi mất. Của cậu đây. Hả, quả cam á? Bắt lấy. Ups, từ sao? Trông thế này nhỉ? Mình cảm nhận được nhịp điệu. Quẩy lên cam ơi. Tớ phải làm gì với quả cam? Mở và xoa. Mở và xoa. May mà quả này mọng nước. Mỏi hết cả tay rồi đây. Giờ sao ta? Thưa cô Hoa, em vẫn không biết được ạ. Đó ạ. Chắc chắn là bút hỏng rồi. Để cô xem nào. Không biết được à? Lạ thế. Ừ thôi, về chỗ đi. Cậu cứu tớ một màn thua trông thấy. Nào các em, đổi sang dùng phấn nhé. Không. Ngũ cốc. Ngũ cốc. Nhìn những hình cầu sô-cô-la kia đi. Ngon quá. Đúng là bữa sáng yêu thích của tớ. Sữa nào. Một lượng hoàn hảo. Và cuối cùng. Đừng nói là hết nhá. Không không không. Hết rồi. Không giống món mình hay ăn tẹo nào. Mình chẳng muốn ăn nữa đâu. Bạn thân gọi điện kìa. Phải nghe chỗ khác thôi. Chuyện này quan trọng mà. Phải nghe cuộc gọi này vì tôi rất quan trọng. Tức quá, đúng là con lợn sữa. Cậu ấy để ngũ cốc ở đây. Mình có ý này. Chỉ cần lấy thức ăn cho mèo. Ew, mùi cá à?
Đây này nào con. Đúng là quan trọng. Ăn tiếp nào. Cậu ấy đang ăn kìa. Một thìa lớn nữa chứ. Sô-cô-la mùi cá. Ăn rồi. Ô, gì đây? Kinh quá. Cậu ấy đã phun ra. Cậu đã làm gì hả? Đổi bát. Của cậu cả đấy. Cảm ơn vì đã ủng hộ tiệm của chúng tôi. Bye. Hôm nay nhộn nhịp thật đấy. Toàn đồ sang xịn mịn này. Mà có mỗi một nhân viên thôi. Ai lại đi trả tiền làm gì cơ chứ? Cửa. Xin chào quý khách. Chị thích vòng cổ à? Tôi đi xung quanh ngắm đồ thôi ấy mà. Vậy á hả? Ai có tiền mới được sờ nhé. Mình có cách trị cô gái này rồi. Không có ai trong tiệm à? Vậy thì đến lúc mua sắm rồi. Trang sức miễn phí là số 1. Giày đỏ và túi cùng màu nữa nè. Còn gì không nhở? Mà nơ canh à? Phải rồi. Này, dị thế. Cái thứ quỷ này sống hả? Tôi xin lỗi, đây nè. Đừng có mà quay lại nhé. Sandwich. Nhanh quá ha. Đây là của tớ. Thôi để xem trong tủ lạnh có gì. Không nhiều lắm. Lấy nốt nửa kia vậy. Ngon phết nhỉ. Tớ tự lấy đồ ăn được mà xí. Wow. No quá. Cất đồ thôi. Đợi tí. Lại còn để lại cái đĩa. Cậu ấy sẽ phải hối hận cho xem. Chú rắn giả bé con. Cần thêm chút dây câu. Buộc một sợi thôi. Phải thật chặt vào. Chúng ta sẽ cần dính băng thật chắc. Và dán sợi dây vào. Sẽ tuyệt lắm đây. Dán băng dính vào đây. Ngủ ngon nhé rắn con. Sẽ hay lắm cho mà xem. Chắc cậu chẳng định cho tớ cái sandwich đấy đâu nhỉ. Hết cả ngũ cốc luôn sao? Tớ ghét rắn. Tại vì cậu không chịu rửa đĩa đấy. Đồ xấu xa. Đan thêm một mũi nữa. Mẹ ơi, đây là Chris ạ. Lại một ông bạn trai khác à? Cảm ơn cháu. Cứ tự nhiên nhé. Được rồi, đủ rồi đó cháu. Ngồi đi. Nhà em đẹp quá. Yêu anh này quá đi. Làm cái trò gì đấy hả? Ổn áp rồi. Nắm tay nắm chân thấy ghê quá. Ngồi quá gần rồi đấy nhá. Nước cam tươi nè. Mẹ kỳ cục quá đi. Ồ, chán quá hả? Con không thích quy định của mẹ sao? Rồi, thế mẹ đi. Con mình không cần mình nữa rồi, buồn thật. Alo, em nè. Vâng, tất nhiên. Mình mới ăn tỏi sống sao? Em tắt máy đây. Ngon lành. Cắt tỏi ra là mình nhét nó vào quả dâu tây được rồi. Và sẽ chẳng ai biết hết. Đỉnh của chóp nhá. Trái cây tươi không nào? Ừ.
Chắc các con đói rồi nhỉ? Nào nào, mời khách trước. Cháu cảm ơn. Một quả thôi ạ. Ăn đi cháu. Cũng ngon đấy ạ. Quả gì mà kỳ cục thế ạ? Thôi, chơi đi nhé. Bye mẹ. Cuối cùng cũng được ở một mình. Mùi gì kinh vậy? Kinh quá. Mẹ lại thắng rồi nhá.